trắng, chị bi trắng tới đây. Bây giờ tụi mình phải lựa một chiếc xe để cùng nhau đi vào trong rừng. Bây giờ bạn thích chiếc xe nào? À, bây giờ hả, tụi mình đang đi tìm khủng long, hay là mình chọn cái xe khủng long này đi? À, được á, được á. Rồi, bạn leo lên ngồi xe này đi. Mình sẽ đi bằng xe copter, chứ cái xe nhỏ xíu đâu ngồi hai người được. Đi theo mình nha. Các bạn ơi, các bạn có biết bạn bo và chibi trắng đang đi đâu không? Hai bạn này đang đi vào trong rừng, vào nơi có chứa những bộ xương con khủng long á. Tại vì các bạn ấy đang muốn tìm xương khủng long để chibi trắng có cái đèn pin hồi sinh, sẽ làm cho khủng long sống lại. Đi thôi, đi thôi. Ê, có cái bánh hamburger kìa. Hên ghê, có bánh ăn đỡ đói. Wow, còn có cây phép thuật nữa nè. Chibi trắng ơi, có hòn đá kìa, cẩn thận đó. Ôi da, sợ đây đá rất nhiều quá vậy. Rồi, tới chỗ đào rồi nè, bây giờ tụi mình vô đào thôi. Đây có một cái hố xương nè, mà không biết xương con gì nữa. Thôi bây giờ mình cứ mình lắp ráp vô. Nếu là xương khủng long thì mình sẽ hồi sinh cho nó. Mệt quá, mệt quá. Bạn bo đi tìm chỗ khác rồi. Bây giờ chibi trắng phải lo đào cái chỗ này để tìm cho đủ bộ xương đó mấy bạn. Theo mấy bạn nhìn cái hình này thì mấy bạn đoán thử coi, con này là con gì? Cái đầu của nó nè. Ở đây có một cái xương ở đây nữa, là xương cánh tay. Đây là xương ngay chỗ người của nó nè. Hy vọng con này là con khủng long, để chị bị trắng đỡ phải đi đào nhiều chỗ nữa. Đây là khúc xương đuôi. Ây da, không có, không có. À, chỗ này có. Gần xong rồi, gần xong rồi. Còn vài chỗ nữa là xong. Rồi, gắn vô. Tiếp tục, còn cái cuối cùng. Rồi, gắn vô. Đèn pin hồi sinh. Ơ, đây không phải khủng long, mà là con gấu móng vuốt thời tiền sử. Thôi, mình đi tìm chỗ khác. Đây là cái chỗ xương của bạn bo tìm được nè. Bây giờ chibi trắng cũng sẽ đào lên. Nhưng mà mấy bạn ơi, chắc con này không phải khủng long quá. Mình nhìn nó giống như cái con chó ha. Giống con mì lù ở nhà mình vậy đó. Thôi, mình đào hết. Mình đem xương lên mình để sẵn. Tí nữa mình lắp ghép lại sau. Theo mấy bạn đoán thì con này là con gì? Chúng ta cùng đoán thử đi. Viết comment ở dưới cho bé Na đọc thử nha. Để xem coi ai đúng nè. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng lắp ghép lại thôi. Cái này là cái đuôi. Cái này là xương cánh tay nè. Xương chân nè. Đây nữa. Đây nữa. Ngay đây là cái cổ. Cái miệng nè. Cái đầu nó hiện ra rồi đây. Chị bị trắng nghĩ là con chó quá. Đèn pin hồi sinh. À, con chó sói. Con chó sói kìa. Chạy, chạy, chạy. Nó kêu kìa, nó kêu kìa. Hụt hai lần rồi đó. Sao nãy giờ tìm xương khủng long mà tìm hoài không ra vậy? Thôi, bây giờ mình tìm hết tất cả các xương mình bỏ vô trong cái thùng này. Tí nữa ra kia mình lắp ghép lại sau. Hy vọng lần này là xương khủng long. Chứ chị bị trắng đào nãy giờ mệt quá rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ cùng nhau lắp ghép thôi mấy bạn ơi. Bây giờ mấy bạn đoán thử xem con này là con gì? Hy vọng là con khủng long nha. Mấy bạn đừng đoán là con ngựa hay là con heo á. Ra con heo nữa chắc chị bị trắng xỉu quá. Chị bị trắng đào mệt rồi. Cái đầu nè. Rồi cái mình nè. Cái chân nè. Cái chân. Cái chân. Cái đầu. Ý, các bạn có thấy quen quen không vậy? Chị bị trắng thấy quen quen rồi đó. Đèn pin hồi sinh. À, được khủng long sừng tắm rồi. Yeah.
cảm ơn anh Bo và chị Bi Trắng đã cứu mình sống lại. Rồi, được rồi, bây giờ đi theo anh Bo đi, anh Bo dắt khủng long về nhà. Và tới chỗ kia nó có một cánh cổng, thì cánh cổng đó xuyên thời gian, khủng long mới về được thời tiền sử. Thời của anh Bo và chị Bi Trắng, khủng long đã bị tuyệt chủng rồi. Cảm ơn chị Bi Trắng và cảm ơn anh Bo. Đói bụng quá, để khủng long ăn xíu đã. Khủng long được sống lại rồi. Khủng long về nhà gặp khủng long vợ và khủng long con. Sau đó khủng long sẽ quay lại làm việc giúp đỡ anh Bo và chị Bi Trắng để cảm ơn. Được rồi, được rồi. Ý, qua cái lỗ này bây giờ làm sao qua được? Nè, cho khủng long cái tên lửa đó. Cảm ơn. Rồi, phóng lên. Wow, tên lửa của anh Bo hay quá à. Khủng long bay lên được luôn nè. Khủng long nặng như vậy mà khủng long còn bay lên nổi nữa. Công nhận tên lửa này xịn quá. Rồi, qua được rồi. Qua được cái vật rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi bộ thôi. Ý, ở đây có trái cây nè. Ăn đã. Khủng long đói bụng quá. Ý, có hộp quà nè anh Bo. À, đưa đây, cái này cái ống nhòm á. Rồi, lại qua cái vật nữa. Bây giờ, nhảy qua thôi. Tưởng được đeo tên lửa nó chứ. Trời, cái vật nhỏ xíu à. Khủng long tự bay qua được mà. Ý, lại có hộp quà nữa kìa. Sao trên đường này nhiều người để quà quá ta. À, đây là cái kính bơi. Cho chị Bi Trắng nha. Ý, có tên lửa kìa. Chuẩn bị nhảy qua thôi. Chúng ta đang bay qua cái vật. Cái vật này sâu lắm. Ý, có hộp quà kìa. Wow, ở đây nhiều hộp quà quá. Đây là mặt nạ của thổ dân hả? Đúng rồi, đây là mặt nạ của người thổ dân á. Ôi, để khủng long lượm cho anh Bo luôn nè. Gần tới cánh cổng thời gian chưa vậy anh Bo? Gần rồi, đi tới đây là tới rồi nè. Rồi, bây giờ anh Bo sẽ mở cánh cổng thời gian cho khủng long nha. Khủng long về nhà thăm gia đình đi. Dạ, cảm ơn anh Bo. Khủng long về nhà thăm nhà xong sẽ quay lại liền. Wow, cái này. Ôi, mình thấy quen quen. Đây là bóng điện trước nhà mình nè. Khủng long vợ, khủng long con. Ba đã về rồi, ba đã về rồi nè. Ôi khủng long ba. Ba, con nhớ ba quá. Bây giờ ba đi đâu vậy? Ba phải đi làm một việc cho con người, để cảm ơn con người đã cứu ba. Các bạn ơi, bây giờ chị Bi Trắng phải chuẩn bị một chiếc xe để cho khủng long làm việc nè. Khủng long đò phải làm việc để cảm ơn đã cứu khủng long sống dậy đó. Đây là xe máy cày. Trang trại của chị Bi Trắng á, đang cần phải gieo hạt bắp. Vì trời mưa nè, gieo hạt bắp xuống thì từ hạt bắp nó mới thành cây bắp. Rồi, khủng long biết rồi chị Bi Trắng ơi. Bây giờ khủng long sẽ gieo hạt bắp đây. Rồi, hạt nè, bắt đầu làm đi. Wow, cái máy này hay quá. Nó tự gieo hạt luôn kìa mấy bạn ơi. Trời mưa như thế này, ngày mai chắc những hạt bắp này sẽ nảy mầm và thành một cái cây bắp con cho mà xem. Rồi, qua bên kia, qua bên kia. Trang trại của chị Bi Trắng rộng lắm. Có nhiều chỗ cần phải trồng bắp nữa. Xin chào các bạn bò. Ý, mọi người nhìn khủng long. Ủa, nghe nói khủng long tuyệt chủng rồi. Đâu còn sống nữa đâu mà sao có khủng long làm vườn vậy ta. Ngộ quá, tụi mình đi theo đi. Ý, mấy bạn ơi, mấy anh bò thấy mình kỳ lạ quá nên đi theo mình kìa. Còn một mảnh đất ở trên đây nữa. Mình sẽ gieo hạt ở đây luôn. Mình làm xong công việc này, mình sẽ quay về với gia đình của mình. Chắc khủng long mẹ và khủng long con nhớ mình lắm đây. Nhưng mà chị Bi Trắng và anh Bo đã cứu mình sống lại nên mình mang ơn và mình phải làm việc để trả ơn thôi. Xin chào các em hưu. Ý, mọi người nhìn kìa, khủng long. Wow, công nhận máy cày này mạnh ghê.
xuống dưới ao nước mà vẫn chạy qua được luôn nè. Để coi còn nữa không ta. Hello, hello, đàn bò sữa. Nhớ ăn thiệt là nhiều để cho nhiều sữa nha. Đây, mình sẽ tỉa bắp tiếp đây. Các bạn có từng tỉa bắp bao giờ chưa? Tỉa bắp là mình sẽ xới đất lên, xong rải từng hạt bắp xuống dưới đất, sau đó tưới nước thì hạt bắp sẽ nảy mầm và lớn lên thành một cây bắp con. Đây, xong rồi, chạy xe vô nhà kho thôi. Chỉ bị trắng thôi, nhanh lên, nhanh lên. Ra tụi mình lựa xe để mình đi tìm khủng long tiếp đi. Ở tập 1, tụi mình đã cứu được một em khủng long rồi. Và em ấy bây giờ đang làm vườn cho tụi mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm những em khủng long khác để mình hồi sinh nha. Ai, chọn chiếc xe này và chúng ta bắt đầu đi thôi. Chuẩn bị xong chưa Chibi Trắng? Rồi rồi rồi, đi thôi đi thôi. Chuẩn bị nhảy lên. Bùm. Công nhận cái lò xo này xịn thiệt. Ê, coi chừng nha, coi chừng nha. Yên tâm đi, có tên lửa phóng nè. Anh Bo, anh Bo, có cái cây gậy thích thật kìa, anh Bo lấy đi. À, wow, ở đây có nhiều vương miện bằng vàng quá. Ý, tới rồi nè Chibi Trắng. Nhào vô, nhào vô. À, anh Bo lần nào cũng bắt mình đào hết. Đào mấy cái lỗ này. Cái lỗ thì có xương, cái lỗ thì không. Không biết cái xương khủng long ở đâu nữa. Đào lên thiệt là nhiều xương. Rồi cuối cùng hồi sinh ra không phải khủng long. Nhưng mà không sao, mình cứu được những con vật khác cũng là tốt rồi đúng không mấy bạn? Không biết con này là con gì nữa. Chắc con khủng long mà thời xưa mà nó là con chim á. Chắc là vậy rồi. Nhìn nó to như vậy mà. Nó cao chắc phải là gần 4 mét á. Cao quá, cao quá. Thôi mình sẽ ghép vào. Sau đó mình sẽ dùng đèn pin để hồi sinh. Rồi, xong rồi. Hồi sinh. Ôi, con này là con chim mo. Giống chim khổng lồ nè. Wow. Mấy bạn ơi, chị Bị Trắng chỉ biết được con chim mo này là ở trong internet thôi, chứ ở ngoài đời không bao giờ thấy được đâu. Không ngờ nó to quá. Thôi thôi thôi, đi thôi đi thôi. Rồi anh Bo lại tìm một cái hố mới rồi nè. Bây giờ anh Bo lại đi tiếp tục nữa rồi. Chị Bị Trắng lại tiếp tục đào. Đào lên, đào lên. Con này mấy bạn đoán là con gì vậy? Cái lưng nó dài như vậy, nó còn có cái đuôi nữa. Ý, có khi nào là khủng long không ta? Chắc là khủng long quá à. Hi, hy vọng lần này mình sẽ hồi sinh được một em khủng long. Thiệt là thích quá. Đây, đào xong rồi, bây giờ bắt đầu lắp xương vô thôi. Khủng long á, sống từ thời xa xưa rồi. Nên bây giờ á, thời của mình nó đã bị tuyệt chủng hết, không còn một con nào hết, mà chỉ tìm được thấy xương thôi mấy bạn. Mà cũng may mắn chị Bi Trắng có đèn pin hồi sinh, cho nên có thể hồi sinh cứu sống lại khủng long á. Để chị Bi Trắng ghép lại hết đủ bộ xương rồi sẽ hồi sinh nha. Hồi sinh. À, con gấu bắt cực kìa. Con gấu này nó dữ lắm, nó mà đánh mình một cái chắc mình bay thẳng lên trên ngọn cây luôn quá. Chạy chạy chạy. Hồi nãy á, bị con gấu bắt cực dí, chạy mệt quá. Bây giờ còn phải đào thêm cái lỗ này nữa. Anh Bo ơi, đào xong cái lỗ này nữa mình về mình nghỉ nha. Chị Bi Trắng mệt rồi. Hồi nãy bị con gấu bắt cực dí, chạy quá trời chạy luôn nè. Mồ hôi nhễ nhãi luôn. Rồi biết rồi, đào đi rồi lắp ghép vô. Dạ. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn cái khung bộ xương này á, mấy bạn có đoán được là con khủng long hay con gì không? Chị Trắng hy vọng nó là xương khủng long để khỏi phải uổng công một ngày hôm nay đi đào, mà vừa bị con gấu bắt cực dí thôi chứ. Mà quên ha, hồi nãy á mình gặp con
con chim mò, cái chim khổng lồ á, mà quên chụp hình về để up Facebook cho mọi người xem. Cái đó là bảo đảm luôn á, ai cũng phải ngưỡng mộ chi đi trắng cho mà xem. Rồi xong, hồi sinh. Yeah, chúng ta hồi sinh được khủng long tê giác rồi nè. Cảm ơn anh Bo và chi đi trắng đã hồi sinh cho khủng long. Không có gì, không có gì. Bây giờ đi theo Bo đi, Bo sẽ dẫn khủng long đi về nhà của mình nha. Ơ, vậy là khủng long sắp gặp được vợ và con của khủng long hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà phải đi qua cánh cửa thời gian mới đưa khủng long về thời tiền sử được. Chứ ở đây là thời kỳ hiện đại con người rồi, ở đây không có khủng long sống nữa. Ai vậy hả? Anh Bo đợi khủng long xíu để khủng long ăn đã. Khủng long đói bụng quá. Từ lúc được hồi sinh tới giờ khủng long chưa có cái gì trong bụng hết nè. Ê, khủng long lượm được cái dù nè cho anh Bo. Cảm ơn. Chị Bi Trắng ơi, Nhanh lên. Sao khều lâu quá vậy? Trời ơi, anh Bo đi xe ô tô mà, chị Bi Trắng phải đi xe scooter. Cái chân cà thọt khều, xe nó mới chạy, nên đi lâu lắm. Rồi khủng long, đeo dù vô. Hả, giờ khủng long còn đeo dù nữa. Bay qua như vậy chi đi trắng sao đi kịp. Chứ bây giờ có cái hố làm sao đi được đây. Thì phải bay thôi chứ sao. Thôi mình cũng phải chạy nhanh lên. Lần đầu tiên khủng long được bay lên trời. Đã quá. Khủng long biến thành con chim đây. Bay. Thôi, quà hết cái vật rồi. Khủng long xuống để đi. Chứ bay kiểu này không có điều khiển được đâu. Dạ. Ý, có trái cây kìa. Ăn thôi. Ngon quá à. Bao nhiêu lâu rồi? Mấy ngàn năm rồi. Bây giờ khủng long mới được ăn á. Đói quá. Ý, ở đây ai làm rớt hộp quà nữa vậy? Ý, có tên lửa kìa. Đây là đồ chơi tên lửa nè, về chơi vui lắm á. Chị Bi Trắng, tụi mình đi xong về tụi mình chơi tên lửa nha. Ok. Ủa mà gần tới nhà của khủng long chưa vậy? Chưa. Ý, có cái headphone nè, để đeo nghe nhạc đó. Hợp lý quá, thích thiệt. Rồi, tới cánh cửa rồi kia, chuẩn bị. Bây giờ khủng long hãy qua cánh cửa không gian để về nhà với gia đình đi nha. Không, khủng long sẽ quay lại để giúp đỡ Bo. Anh Bo đợi khủng long nha. Về tới nhà rồi. Nhà mình đây. Con ơi, vợ ơi, Ba đã về rồi. Ôi, khủng long ba, sao anh được sống lại vậy? Ba nhờ con người hồi sinh đó. Bây giờ ba phải quay trở lại trả ơn cho con người. Ba ơi, cho con đi phụ ba với. Được, chúng ta cùng đi con. Đi theo ba. Nè, bay qua, chúng ta bay qua khu rừng này nữa là chúng ta sẽ tới nhà anh Bo đó. Dạ. Ôi, trứng đã nở rồi kìa. Mẹ, ba đâu? Anh hai đâu rồi mẹ? Ba và anh hai đã đi đến chỗ con người để giúp đỡ con người rồi. Con cũng muốn đi. Không được, con mới sinh ra mà sao con đi được. Con phải ở lại đây, học những kỹ năng sống nè. Biết tự lo cho bản thân mình thì mẹ mới cho đi. Vậy thì bây giờ con sẽ tự tập luyện hả mẹ? Đúng rồi, con phải có những kỹ năng sống. Con phải tự chăm sóc được con và giúp đỡ người khác, đồng thời biết xử lý những tình huống. Khi gặp khó khăn mà mình xử lý được thì mẹ mới cho con đi. Dạ con hiểu rồi. Bây giờ mình phải tập leo cây đã. Cái đuôi gì màu cam vậy? Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ tập nhảy nước đây. Băng qua sông. Mình đã tập được kỹ năng nước rồi. Bay qua sông. Thật ra cái này không phải cái sông đâu mà là hồ nước thôi. Khủng long sẽ tập bơi ở đây. Đây, mình đã biết rồi. Bây giờ mình sẽ học cái khác nữa. Ý, ở đây có cái bông. Hình như. Ui da.
tuột tuột á mẹ. Ố mẹ ơi, trong này có một người bị thương. Bạn khủng long xanh ơi, bạn bị sao vậy? Mình bị cục đá đè cái đuôi rồi, không có đi được. À, đợi mình sẽ giúp bạn. Đẩy ra. Được rồi nè. Ôi cảm ơn bạn. Không có gì. Thôi mình đi học kỹ năng sống tiếp đây. Bye bye. Đi lên trên gốc cây nè. Đi lên trên ngọn cây luôn. Mình muốn học kỹ năng càng sớm để mình có thể đi đến gặp ba và anh hai. Ủa, cái này là cái gì vậy ta? Hình như cái máy gì á, mình gặp thử coi. Ồ, cái máy in. Giống như cái máy in 3D vậy đó. Nhà bé Na có. Còn này in ra là được đồ thiệt luôn kìa. Đây là cái gì mấy bạn biết không? Một chiếc bánh kem. Ngon quá. Trời, ngon quá à. Chắc đây là cái máy của con người để quên quá. Đi qua nước. Chú ơi, chú có biết bà còn ở đâu không? Đi ra chỗ khác cho tao ngủ. Dạ, xin lỗi chú. Sao chú lại hung dữ như vậy chứ? Không trả lời thì thôi. Ý, mình nhớ rồi. Đây là khủng long T-Rex mà. Thú hồn. Ây da, con tròn, trời ơi. Hôi quá. Ừ, đúng là hôi như tròn mà. Để cái đuôi ra là mình tưởng cây hoa. Ai ngờ đâu. Hôi quá. Thế là mình đã gặp được khủng long T-Rex hung dữ nè. Mình gặp con tròn hôi nữa nè. Chắc là kỹ năng sống của mình đã đủ rồi đó. Thôi mình về nhà mình kể với mẹ nghe mới được. Chắc mẹ sẽ cho mình đi á. Đâu, đường nào đi về, đường nào... À, đây rồi. Mẹ ơi mẹ, con đã lớn rồi. Mẹ cho con đi tìm anh hai và ba nha. Được, con hãy đi cẩn thận nha. Hôm nay bạn khủng long con sẽ bắt đầu lên đường để đi tìm ba và anh trai của mình. Nếu bạn nào chưa biết thì có thể tìm lại để coi tập 1 và tập 2 nha. Còn đây là tập 3 rồi. Thì bé khủng long này đang đi tìm ba và anh hai của mình đó. Ây, đói bụng quá. Ý, có chùm nho kìa. Ăn ra. Trời, sao nó chua quá vậy? Mà đang đói bụng quá thôi ăn miếng nữa. Nhưng mà không có thích ăn xíu nào hết. Thôi đi tiếp đã. Ý, con xong. Ôi, thiệt là mát. Ý, mấy cái gì nó rụng đầu kia. Chạy. Nó mà trúng đầu chắc là tiêu luôn. À, con rắn kia chạy. Hên quá, có bộ xương khủng long T-Rex này mình trốn vô đây được. Còn có con nhện độc nữa kìa. Đúng là càng đi vô sâu trong rừng thì càng có nhiều nguy hiểm. Ý, có cái bánh donut ai để quên đây vậy? Ngon quá. Bánh donut là ngon nhất trên đời. Con tắc kè trên gốc cây kìa. Mình đụng tới nó là nó đổi màu y chang như gốc cây. Wow, nước bắn lên mát quá. Còn đây là đầm bùn lầy. Đi mà không nhẹ nhàng là nó lúng mình càng xuống sâu ở phía dưới luôn á. Ý, ở đây có nhiều cây ăn thịt quá. Phải cẩn thận nó không nó cắn cái chân mình. Còn có nhện độc nữa. Đi thôi. Có cái trứng gà. Đang đói bụng. Mình chuẩn bị mình ăn trứng thôi. Gì vậy? Con khủng long con kìa. Khủng long này nó hung dữ lắm. Nó ăn thịt á. Chạy thôi. Ở đây có con tắc kè nữa. Thiệt là thư thái mát mẻ quá. Thôi băng qua đây đi tiếp thôi. Không biết bà với anh hai đang ở đâu rồi nữa. Có những con chuột kia. Đây là những hang chuột. Con tắc kè. Bánh donut. Hên quá. Sao lần này mình gặp toàn là bánh donut thôi vậy ta? Ăn thiệt là no bụng. Có chân. Trời, mấy cái trái này nó đụng vô đầu là chắc bể đầu luôn quá.
không biết ba với anh hai đang ở đâu nữa. Ba ơi, anh hai ơi. Ba ơi, anh hai ơi. A! À, lọt xuống hàng. Ơi, ở dưới này có con rắn kìa. Chạy, chạy, chạy. A! À, con khủng long, con khủng long. Khủng long con mà sao nó dữ quá vậy? Chạy, chạy. Cũng hên là mình biết bơi, nó không biết làm sao luôn á. Bây giờ mình đã hiểu tại sao mẹ nói trước khi đi tìm ba, mình phải học tất cả các kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn. Bởi vì đi một mình vô trong rừng sâu gặp rất là nhiều nguy hiểm. Ơ, cái này là cái gì vậy ta? Mình bị kẹt đường rồi, làm sao lên được? À, mình nhúng nó thử coi. Nhúng, 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 nhúng. Nó đẩy mình lên kìa. Hay quá, hay quá. Ở đây có trái táo apple. Măm, 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 măm. Ngon quá, ngon quá. Các bạn biết không, khủng long chỉ thích ăn trái cây ngọt thôi. Trái cây chua khủng long không thích ăn. Nhưng mà mẹ khủng long nói phải ăn luôn trái cây chua nữa mới có vitamin C để tăng cường sức đề kháng, không bao giờ bị bệnh. Cái gì vậy ta? Bánh hót đó. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá đi. Ơ, có cục đá. Mình phải lăn xuống để làm đường mình đi. Ủa, này là gì vậy? Pháo bông, pháo bông, pháo bông. Chào bạn, khủng long. Có con ốc mượn hồn. Còn có bánh donut nữa. Anh rùa, chở khủng long đi qua biển đi anh rùa. Nha, nha, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, leo xuống đi. Nặng quá, ai mà chở cho nổi. Trời ơi, nhờ chở đi có một xíu mà cũng không chịu nữa. Thôi mình phải tự bơi thôi. Mẹ nói cái gì mình tự làm được thì mình làm, không có nhờ người khác. Cái biển này rộng quá. Bơi hoài mà chưa vô được cái đảo nè. Thôi, tới được đảo rồi. Leo lên, leo lên, leo lên. Hết hồn. Ở đây có những con chuột kìa. Ngoài đảo mà cũng có chuột nữa. Thôi lại tiếp tục bơi tiếp thôi. Lên được đảo rồi. Ở đây có trái banh màu cam. Đi qua cầu, đi qua cầu. Bể cầu rồi. Đi tiếp thôi. Mấy bạn ơi, ở trên biển mà cũng có cây ăn thịt người nữa nè. Mình phải cẩn thận mới được. Ở đây có những cái hang gì vậy ta? Không lẽ hang chuột? Tao để mình xem thử. Hang chuột kìa. Tới được đảo rồi, đi lên. Cái xe này là xe gì vậy ta? Cái xe nó chạy kìa. Lần đầu tiên khủng long chạy xe đó. Nhưng mà sao cái bánh xe nó kỳ vậy? Được rồi, được rồi. Ở đây có cây thông mà sao có nhiều bánh kẹo quá vậy? Chắc là gần Noel rồi nên người ta trang trí hả ta? Mà mình nhớ cũng còn mấy tháng mới tới Noel mà. Chắc người ta trang trí sớm quá. Mình đang đói bụng hên ghê. Nhiều bánh kẹo quá, nhiều bánh kẹo quá. Thôi mình lại đi tiếp đây. Có hamburger nữa kìa. Hên ghê. Đi qua cái chỗ này mình phải bỏ cục đá xuống mình mới đi qua được. Lại có cây thông Noel. Có trang trí bánh kẹo nữa kìa. Còn có bánh hút đất nữa. Mâm 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 mâm. Ngon quá. Nhưng mà mấy bạn ơi, mình mệt quá. Sao đi hoài mà không tìm được ba và anh hai vậy? Thôi mình đi lên trên này thử xem. Còn có cây kem nữa. Đằng kia hình như là có khủng long T-Rex đang nằm ngủ kìa. Mình qua mình hỏi thăm mới được. Bác khủng long T-Rex ơi, bác có thấy ba và anh hai của con ở đâu không? Im lặng đi, ta đang buồn ngủ mà. Bác ơi, con đi tìm ba và anh hai con 2 tháng rồi nhưng mà tìm không được. Được rồi, được rồi. Đi đi, bác ngủ xong rồi bác sẽ đi tìm giùm cho. Dạ, cảm ơn bác. Đang ngủ mà nó cũng không cho mình ngủ nữa. Mà thôi,
mình phải giúp đỡ em bé khủng long đã. Như vậy mình mới là người tốt được. Ô, ở đây có cái gì vậy? Trời, một con gà. Ừ, ngon quá, ngon quá. Ơ, đây có cái gì vậy? Mình chặt qua coi. Cảm ơn anh khủng long T-Rex. Em bị bắt cóc, nhốt vào trong đây nè. À, được rồi, đi về với rừng đi. Dạ, cảm ơn anh. Khủng long mà còn bị bắt cóc nữa hả? Thiệt là, bây giờ nguy hiểm quá. Đi đâu phải đi chung với người lớn, không thể đi riêng được là vậy đó. Ây da, ây da, cái gì vậy? Wow, nguyên cái đùi luôn. Ngon quá, ngon quá. Không biết anh hai và ba của khủng long ở đâu rồi nữa. Sao mình đi tìm hoài cũng không thấy vậy ta? Ủa, đây lại có cái gần gặp nữa nè. Ôi, có miếng thịt, ăn trước đã. Cảm ơn anh khủng long T-Rex. Em bị bắt cóc đó. Được rồi, nhanh về với ba mẹ đi. Đừng có đi lung tung một mình nữa nghe chưa. Dạ. Ơ, ở đây có cần gặt gì vậy? Mình chỉ cần nhảy qua là được thôi. Đây còn có cây cầu nữa. Cây cầu bắt qua sông. Hên ghê, có cây cầu nữa không mình phải bơi qua sông rồi. Coi trong hộp này có gì không. Wow, một cây xúc xích thiệt là to. Lại có cần gặt nữa kìa. Cái này giống cái bẫy quá vậy ta. Đâu mình vô thử coi. Cái này giống như cái chỗ mà bắt khủng long hồi nãy vậy đó. Thì ra mấy em bé khủng long bị dụ vô trong những cái lồng này nè, sau đó bị bắt lại. Ở đây có cục đá to quá, mình phải đẩy xuống để làm đường đi mới được. Thôi, được rồi, được rồi. Ước, có mấy cái thùng nè, không biết có gì ăn nữa. Wow, ngon quá, ngon quá. Cá thiệt là ngon. Ủa, ở đây là chỗ nào mà bắn pháo bông đẹp quá, đẹp quá. Là bé khủng long đang đi tìm khủng long ba và khủng long anh hai. Nhưng mà bé khủng long này á, đi hoài mà chưa tìm được. Và bé khủng long cũng đang nhờ bác khủng long T-Rex tìm phụ cho mình đó. Ôi các bạn ơi, khủng long tìm ba và anh hai lâu quá rồi mà chưa gặp nữa. Không biết họ đang ở đâu rồi. À, con chào bác khủng long ăn cỏ. Bác có thấy ba và anh hai của con ở đâu không dạ? Không thấy, không thấy. Dạ, vậy thôi con đi tiếp đây. Mấy bạn biết không, khủng long đã đi vào trong rừng thiệt là sâu rồi mà vẫn chưa gặp được ba với anh hai nữa. Mà đi vô trong rừng sâu này á, khủng long cũng sợ lắm á. Mẹ nói rằng khủng long là người dũng cảm, không sợ hãi gì hết. Cho nên dù gặp bất cứ gì khủng long cũng không sợ. À, cái gì vậy? Khủng long tắc kè. Ý, còn có con chồn nữa nè. Mấy bạn có từng gặp những con này chưa? Vô trong rừng sâu hả? Gặp nhiều con vật kỳ lạ lắm. Ý, có con tắc kè nữa kìa. Tắc kè, còn có con chuồn chuồn nữa. Mấy bạn mà ở trên thành phố chắc ít khi nào được thấy con chuồn chuồn lắm đúng không? Cái đó, con chuồn chuồn nó đang bay 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 kìa. Ý, đằng trước có cái gì mà xanh xanh vậy ta? À, bác cá sấu kìa. À, con xin lỗi, con không có ý leo lên người bác đâu. Trời ơi, bác cá sấu á, người xanh lè. Mình cứ tưởng là đám cây chứ. Mình leo lên rồi mới phát hiện ra, hết hồn. Ý, có cái cây nó bắn pháo bông nữa nè. Cây này á, nó tự bắn lên nè mấy bạn, nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ nha. Ý, có miếng phô mai để mình ăn đã. Ngon quá. Đó, nó bắn lên kìa. Bắn pháo bông. Kìa kìa, nó bắn nó kìa. À, để mình đọc một bài thơ về con chuồn chuồn cho mấy bạn nghe nha. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Hay không, hay không? Bài thơ này để cho mình dự báo thời tiết đó.
đằng trước có một cái trứng. Ha, khô khô khủng long T-Rex con kìa, chạy chạy chạy. Khủng long T-Rex hung dữ lắm, dù là khủng long con hay khủng long mẹ gì cũng dữ lắm. Cho nên thôi trước mắt mình tránh xa đi cho an toàn. Ba ơi ba, ba ơi, anh hai ơi anh hai. À, không có ai á, đói bụng quá ăn đỡ hot dog đi. Cũng may trong rừng có nhiều thứ để ăn, nếu không thì khủng long đói bụng xỉu rồi. Mấy bạn á, nhớ ăn giỏi nha, uống nhiều sữa nó để cho mau lớn. Ý lại có con thắt kè nữa kìa, nó hay đậu ở trên mấy cái cành cây này ghê. Trường trường bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì rắn. Đi vòng vòng à, đi vòng vòng, đá banh đá banh đá banh. À, cá sấu kìa, chạy chạy chạy. À, con xin lỗi bác cá sấu, lần sau con sẽ nhìn rõ hơn, con leo lên người bác nữa đâu. Chạy 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 chạy. Ý ở đây có nhiều quả bóng quá à. Trời đá bóng dưới nước cũng vui lắm nè mấy bạn. Đá banh đá banh đá banh thôi. Ô gì vậy gì vậy gì vậy. Cái cây pháo hoa, cây pháo hoa kìa. Mệt quá mệt quá, leo xuống nước cho nó mát xíu đã. Ở trên đây bắt đầu nóng rồi nè. Ở đây là sa mạc rồi nên nóng lắm. Cây này là cây xương rồng, nó có nhiều gai lắm nè. À xin chào khủng long. Hung dữ quá, hung dữ quá, chạy chạy chạy. Ủa, cái máy gì hồng hồng vậy? Ủa, nó mới rớt cái gì vậy ta? Cái gì vậy mấy bạn? Ui, hình như là một cái bánh. Cái bánh ngọt kìa. Ủa sao có cái bánh từ trong cái máy này nó rớt ra vậy ta? Ngon ghê. Đồ thiệt chứ không phải đồ chơi mấy bạn ơi. Ngon quá à. Bánh ơi, rớt nữa đi. Ô, hay quá, hay quá. Hình như cái máy này là cái máy để làm bánh hay sao á. Ồ, no quá, no quá. Ngon thiệt. Ý à, hết hồn. Mấy con chuột này xuất hiện kìa, ghê quá, ghê quá. Hello, hello, chào chuột. Mình đi xe đây. Đi thôi, đi thôi. U, ở đây có nhiều bóng bóng bay quá à. Còn có cây chữ mút nữa. Ngon quá, ngon quá. Bông bóng bay là bông bóng bay. Bông bóng bay là bông bóng bay. Bay 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 là bay lên trời. Bay 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 là bay xuống núi. Có cái bông cải kìa. Ăn vô, ăn vô. Ăn bông cải là tốt cho sức khỏe nhất trên đời. Mấy bạn nhớ ăn nhiều rau xanh nha. Bắn nước lên rồi. Mát quá, mát quá. Mát quá, mát quá đi. Khủng long thích nhất là được tắm nước đó đó. Nó vừa ấm ấm vừa mát mát, đã lắm. Và cái nước nó sạch nữa chứ nó không có đen như nước bùn ở trong những cái hồ này đâu. Trong này có cái gì? À, một cục phô mai. Măm 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 măm. Ngon quá, ngon quá. Ý, cây ăn thịt người kìa mấy bạn. Cái mặt nó hung dữ ghê chưa. La 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 la. La 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 la. Mình sẽ không đụng vô. Nước lên cao quá. Ý, con tắc kè kìa. Nó lại đổi màu nữa. Trúng cái đầu tôi rồi, trúng cái đầu rồi. Chạy 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 chạy. Ý, có một cái trứng nữa nè. Khủng long T-Rex. Khủng long T-Rex, chạy chạy chạy. Khủng long T-Rex hung dữ quá. Ủa, ở đây lại có một cái máy nữa nè. Hên ghê. Sao người ta hay để những cái máy làm bánh ở đây vậy ta? Cái tiếng con gì vậy? À, con rắn kìa, chạy chạy. Nhảy lên, ây da, sao nó nhảy thấp quá vậy? À, búng lên, ui da, hụt rồi. 1, 2, 3. Rồi, lên luôn. Một cái bánh hot dog nè. Ngon quá. Ngon, ngon, ngon. Tắc kè ơi, tắc kè ơi. Khủng long chán quá à. Khủng long đi xa thiệt là xa rồi mà không gặp được ba với anh hai nữa. Bây giờ bác khủng long T-Rex cũng không có giúp mình để tìm. Bữa trước ở tập 3 bác khủng long T-Rex đã tìm rồi mà không có. Chán quá à. Không lẽ bây giờ mình bỏ cuộc sao? Mình không đi tìm anh hai với ba nữa sao? Ôi, nổ nổ kìa, nó nổ kìa. Hey,
nay tội nghiệp khủng long con quá. Chắc là đang thất vọng đây. Thôi được rồi, mình sẽ đi giúp khủng long con đi tìm ba với anh hai đã. Chứ thấy nó thất vọng, nó muốn bỏ cuộc, tội nghiệp quá. Ừ, ở đây có miếng thịt kìa, hên ghê, đang đói bụng. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm khủng long ba và khủng long anh hai cho khủng long con thôi. Để coi, khủng long con là màu hồng, vậy chắc ba và anh hai cũng là màu hồng á. Ê, miếng đùi gà của ta, ngươi không được ăn. Của ta, của ta, của ta, của ta. Ta nói ngươi có nghe không? Đùi gà này là của ta. Có muốn ta cắn không hả? Ây dạ 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 dạ, em xin lỗi, em xin lỗi. Em chừa rồi, em chừa rồi. À, biết vậy cũng được đó. Dám giành đồ ăn với khủng long T-Rex hả? Khủng long T-Rex là mạnh nhất rồi mà. Ơ, có thằng gặt. Ô, khủng long màu hồng nè. Bạn có phải là khủng long ba? Có hai người con là khủng long anh hai và khủng long bé không vậy? Đúng rồi, khủng long T-Rex. Ta đã bị kẻ xấu bắt cóc nhốt vào đây. Ờ, à, khủng long bé út đang đi tìm á. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm khủng long anh hai nữa nha. Được, được, được. Hên quá, cuối cùng cũng tìm được khủng long ba cho bé út rồi. À, có cây xúc xích rồi, ăn đã. Giờ đi qua cây cầu, không biết khủng long anh hai đã bị nhốt ở đâu rồi nữa. Phải băng qua cây cầu này để đi tiếp thôi. Ý, đằng trước một con khủng long màu hồng nữa kìa. Con cảm ơn chú khủng long T-Rex. Con là khủng long anh hai đây. Con với ba con bị bắt cóc nhốt ở đây nè. À, yeah yeah, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tìm được ba và anh hai cho khủng long con rồi. Chắc là khủng long con vui lắm đây. Thôi chúng ta cùng về đi. Ồ, mấy bạn nhìn nè, bạn có một cái lồng để chuẩn bị đựng một con khủng long khác nữa nè. Bọn bắt cóc thiệt là độc ác mà, đi bắt khủng long để đi biểu diễn xiếc đây. Thôi, cũng may quá, cuối cùng mình cũng đã giải thoát được cho khủng long anh hai và khủng long ba rồi. Chắc là bé út vui lắm đây. Thôi, mình phải về nhà để báo tin mừng đã. Khủng long về đây nha mấy bạn. Và video gồm có 4 tập đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Bye bye.